Đây chính là mùi hương của sự hạnh phúc. Chính là nó đấy các bạn ạ. Nó có tên là Bottega Veneta Rinoli. Nó đánh số là số 8. Và số 8 này thì nằm trong bộ sưu tập Paco Palladiano. Và đây là cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là dù bạn có là người khó tính đến đâu thì chắc chắn rằng bạn cũng sẽ mỉm cười, không thể nào chê được em nó. Và em nó cụ thể như thế nào thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Trước khi đi vào cái phần mùi hương thì chúng ta cùng nhau nói qua một chút về thương hiệu Bottega Veneta này nhá. Hiện nay thì thương hiệu Bottega Veneta thuộc sở hữu của tập đoàn Kering. Đây là một tập đoàn sở hữu rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Thí dụ như là Gucci, như là YSL, hay là Balenciaga, rồi Alexander McQueen. Đó, đều là những cái thương hiệu rất xa xỉ. Trước đây thì Bottega Veneta được biết tới là một cái thương hiệu làm đồ da ở Ý. Đặc biệt là những cái da của họ được xử lý rất là mềm mại và những cái chiếc túi thì được đan vào với nhau trông rất là đẹp mắt và hay ho. Thì mình cũng sẽ bảo edit làm một chút hình về những cái chiếc túi đặc trưng của Bottega để các bạn có thể nhìn thấy. Sau này thì người thợ của Bottega Veneta qua đời thì đã gặp phải những cái khó khăn và đã phải bán mình cho tập đoàn Kering. Và tập đoàn Kering này thì cũng là một trong những tập đoàn đã có rất nhiều kinh nghiệm để phát triển những cái thương hiệu nổi tiếng, nên thương hiệu Bottega Veneta đã phục hồi rất là mạnh mẽ. Và thương hiệu này thì ngoài cái việc kinh doanh cái thời trang cao cấp xa xỉ ra, họ còn làm rất là nhiều những cái mặt hàng khác, đặc biệt ở đây là nước hoa. Và chia sẻ thêm một cái điều đặc biệt về thương hiệu Bottega Veneta, đó chính là thương hiệu này không hề có logo. Đó, không hề có một cái logo nào. Thí dụ như kiểu Chanel hay là Gucci, chúng ta có những cái chữ cái lồng vào với nhau. Hay là những cái thương hiệu khác thì như kiểu Lacoste hay là Versace, nó có những cái biểu tượng rất riêng. Nhưng đối với Bottega Veneta thì không. Đây cũng là một cái điều khá là hay ho. Và mình nghĩ rằng là đây cũng là sẽ là một cái tệp khách hàng họ nhắm tới riêng. Có nhiều người họ sẽ thích show ra cái tên thương hiệu để thể hiện đẳng cấp. Nhưng có những giới như kiểu Omani mình có đọc, đó là họ sử dụng những cái hãng thời trang, những cái loại quần áo hay là những cái sản phẩm đến từ những cái thương hiệu mà họ không hề có logo chút nào. Thì Bottega Veneta là một trong những cái mà mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với cái giới siêu giàu, kín tiếng, và cũng sẽ đề cao cái việc là sử dụng kiểu trải nghiệm những cái sản phẩm của bản thân nhiều hơn. Đó. Và thêm một cái điều nữa về thời trang, đó là Bottega Veneta nó như kiểu là một cô nàng rất là đằm thắm, mặn mà ở trong giới thời trang. Nhìn có vẻ rất là đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng và sành điệu. Đặc biệt rằng những chiếc túi của Bottega Veneta thì được những cái ngôi sao Hollywood lựa chọn thường xuyên, và nó thể nói rằng là nó là một trong những lựa chọn kinh điển mỗi khi đến những cái tiệc thảm đỏ hay là những cái bữa tiệc ra mắt, hay là kể cả những cái buổi show những các thứ, thì những cái sản phẩm túi của Bottega nó luôn luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của ngôi sao Hollywood. Và cái dấu hiệu đặc trưng, cái nét đan đặc trưng mà ở đây thì theo như mình đọc là hoa văn intrecciato. Đây cái chính là cái hoa văn này ở trên cái phần nắp và ở phần chai này, nó là một cái hoa văn rất đặc trưng của Bottega Veneta. Họ cũng được thể hiện vào trong chai nước hoa nhá. Ngoài ra cái phần chai này, vỏ hộp in, họ cũng sẽ in cái đặc trưng của Bottega Veneta để các bạn có thể hoàn toàn nhìn thấy. Đó là họ có một cái DNA rất là xuyên suốt từ sản phẩm thời trang cho đến tất cả những cái sản phẩm khác, từ mùi hương đến làm đẹp, bla bla các kiểu. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi sâu hơn vào Neroli. Thì Neroli là mùi hương thứ 8 và nằm trong bộ Paco Palladiano của Bottega Veneta. Thì Paco Palladiano là nói về một cái khu vườn Vicenza ở Ý, và cái khu vườn này nó có tên nó nằm trong cái biệt thự đó là La Tonda. Và cái bộ sưu tập này nó sẽ lấy những cái nguyên liệu như là thảo mộc, như là hoa, như là trái cây, đó mãi là tất cả những cái gì có ở trong cái khu vườn, ở khu biệt thự đấy, thì người ta sẽ làm ra những cái mùi hương trong cái bộ sưu tập Paco Palladiano này. Đây, và bây giờ thì mình sẽ xịt em nó ra. Nó thật là mùi hương này xịt lúc nào cũng được, kể cả bây giờ buổi tối rồi mình xịt, mình
tí nữa mình đi ngủ thì mình vẫn cũng sẽ kiểu vẫn rất là dễ chịu ấy. Nghĩa là mùi hương này xịt lúc nào cũng được, mùi của sự hạnh phúc. Khi các bạn vừa mới xịt mùi hương của nó ra tay thì cũng đừng đưa lên ngửi ngay, tại vì chắc chắn các bạn sẽ ngửi thấy cồn vì đây là nước hoa đó. Và sau khoảng tầm vài phút thôi, 1-2 phút khi mà cái nét cồn bay đi thì các bạn sẽ nhận thấy một cái tông mùi xanh rất là rõ rệt. Và có thể nói rằng ngay khi cái mùi hương này nó chạm trên da hay là nó ra khỏi cái vòi của chai nước hoa này thôi, thì các bạn có thể dễ dàng hình dung đến một hình ảnh, đó là các bạn đang bước vào một khu vườn cam. Ở đây thì có những cây cam được trồng, được chăm rất là tốt, và nó đang là mùa ra hoa. Lúc này khi mà mùi hương nó vừa chạm ra thì đúng như là các bạn đang đứng trước một khu vườn, một cái nét xanh hơi có phần ngái ngái nhẹ, và nó có một cái nét kiểu đẫm nước sương sớm. Đó, lúc mà các bạn đứng ở, các bạn đi ra cái khu vườn như thế nào thì các bạn ngửi cái mùi hương này như thế. Đặc biệt là những bạn nào mà sinh ra và lớn lên ở những vùng quê có những cái khu vườn trồng cam hay trồng bưởi ấy, thì các bạn đến vào những cái ngày mà nó đang nở hoa thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hương này cực kỳ rõ. Tóm lại là mình thấy rằng cái nét hoa cam ở đây nó thể hiện ở mọi khía cạnh, mọi giai đoạn. Và nếu như mà để nói rằng mùi hoa cam như thế nào thì có lẽ rằng là Neroli của Bottega Veneta là một trong những mùi hương xếp top đầu và các bạn không thể nào bỏ qua. Sau khoảng tầm chắc là tầm 10 phút ở trên da thôi, tại vì mình xịt cái mùi hương này mấy ngày nóng, mình xịt liên tục, thì các bạn sẽ nhận thấy cái bay mùi hoa cam rất rõ rệt. Nét đặc trưng của hoa trắng có một chút sáp sáp, có một chút hơi bèo bèo, nhưng tất cả nó cân bằng. Nó như kiểu là các bạn, từ cái việc các bạn đi giữa một cái đường mòn ở giữa một cái vườn hoa, và rồi các bạn rẽ vào những cái cây, các bạn đưa mũi, các bạn căng cái lồng ngực để hít thật nhiều cái bông hoa, để có thể hình dung được, để có thể cảm nhận được tại sao nó có thể tuyệt vời đến như vậy, thiên nhiên có thể đẹp đẽ đến như vậy, thì cái mùi hương này nó sẽ thể hiện đúng như bạn. Đây, đúng kiểu các mình đưa lên như này, đúng như kiểu mình đang hít một bông hoa cam vậy. Nó đẹp, nó chân thật, nó quá tuyệt vời luôn ấy. Mọi khía cạnh vừa sạch sẽ, vừa có một chút xoáp xoáp, vừa xoáp sáp, rồi vừa có một chút kiểu hơi swappy. Cái nét sáp ở đây ấy, nếu như mà bạn nào chưa hình dung được cái vai mùi hoa trắng nó có nét sáp như thế nào, thì các bạn hãy mua thử một cái bộ bút sáp màu để các bạn ngửi. Tất nhiên là mùi nó sẽ tự nhiên hơn, nhưng nó không kiểu hóa học như là cái mùi bút sáp màu, nhưng mà cái nét thơm của bút sáp màu nó cũng có thể làm cho các bạn nghĩ tới một phần nào đó cái mùi của hoa trắng, cái nét sáp của hoa trắng. Và mùi hương này ở trên da sau khi nó biến chuyển ấy, nó sẽ lên thêm một chút cái bay mùi ấm nhẹ kim quy mi của gỗ, nhưng cái mùi hoa nó vẫn sẽ làm chủ đạo. Lúc này thì nó chuyển mình đến một cái hình ảnh, đó chính là mình nằm ở trên một chiếc võng, cứ đu đưa, và hai bên xung quanh đó là mùi của hoa cam tỏa ra. Uầy, đây thực sự là mùi của hạnh phúc. Kiểu cái cảm giác nằm chiêu, xong rồi chim hót, xong rồi kiểu ngửi những cái mùi xanh xanh lạnh lạnh, rồi mùi của hoa cam. Hoặc là dễ hình dung hơn thì đây là mùi của hoa bưởi. Hôm trước mình cũng có làm một cái video TikTok rồi, và mình bảo là nếu như bạn muốn hình dung cái mùi hoa bưởi nào thì bạn cũng có thể thử em này. Thực ra thì mùi hoa cam và mùi hoa bưởi ngửi na ná giống nhau, chỉ là hoa bưởi nó có một cái nét ngọt hơn thôi, còn hoa cam thì nó được xử lý theo một hướng khác. Và cũng đã có rất nhiều những cái sản phẩm có cái nhóm mùi Neroli được làm ở trong nước hoa. Đặc biệt là nếu như bạn nào đã thử qua như kiểu con Flamenco Neroli của nhà Locate, hay là những cái mùi như là Tom Ford Neroli Portofino, nó làm theo hướng Swappy, thì ở đây em này nó mang tới một cái sự cân bằng, nó mang tới một cái sự trong trẻo, một cái sự mềm mại, nó lại là vô cùng tự nhiên. Và đối với mình thì có thể những cái nốt hương như là gỗ, như là da thuộc, thuốc lá hay là animalic, họ cố gắng làm sao để sáng tạo, để có thể mang tới một cái khía cạnh nào đó hoặc là tất cả. Nhưng đối với mình thì cái sự thành công của nhóm hương hoa trắng, đặc biệt là Neroli, thì đó chính là cái việc làm sao để tái tạo được cái mùi hương đó, nó như kiểu một bông hoa hiện ra trước mặt, hoặc đơn giản là một vườn hoa, như cái cách mà Bottega Veneta Neroli làm được vậy. Đấy là cái điều mà mình đánh giá cực kỳ cao ở sản phẩm này.
một cái mùi hương mà xin phép được đặt tên nó là mùi của hạnh phúc. Nghe review đến đây thì chắc chắn là sẽ nhiều bạn ồ thích thế, nhưng đặt ra một cái câu hỏi, đó là anh ơi, em thấy mấy mùi Neroli thì thường bám kém lắm, đặc biệt là những cái tông mùi làm sao giống tự nhiên nhất thì thường nó bám kém. Nhưng không các ông ạ. Trời ơi, nó bám tỏa siêu tốt ở trên da mình luôn. Các bạn có thể dễ dàng search trên những nền tảng YouTube về review em này. Nó đã có rất là lâu rồi. Và các bạn thấy rằng là hiệu năng ai cũng phải rất bất ngờ. Mình có nhớ có một YouTuber ở nước ngoài khá là bất ngờ, có review cả bộ của cái nhà Bottega Veneta trong cái bộ khu vườn này. Thì ông ấy rất bất ngờ về cái perfumer làm mùi, tại vì ông ấy bảo là đây là một perfumer mà ông chưa nghe tên bao giờ. Nhưng mà khi mà ông tận hưởng cái mùi hương này thì ông quá là bất ngờ về cái sự làm chân thật cũng như là hiệu năng của nó rất tốt. Thì cụ thể rằng mùi hương này nó tỏa ở trên tay tầm hơn nửa cánh tay, nó duy trì được khoảng tầm 4 đến 5 tiếng ở trên da. Hôm trước thì mình cũng có đi cà phê với chủ nhân của chai nước hoa này, và mình lúc mà mình thanh toán tiền để gọi đồ cho cô em thì nó đứng ngay cạnh và mình có thể ngửi thấy ngay. Thế nào, ê, xịt Neroli của Bottega bảo, vâng anh ngửi đấy ạ, em xịt từ lúc ấy rồi mà bây giờ anh vẫn ngửi thấy. Bảo ừ, ngửi rõ lắm, lúc đi vào cái là có thể ngửi thấy. Thì các bạn yên tâm là hiệu năng, cái độ tỏa nó rất tốt. Còn đối với độ lưu của nó thì nguyên một ngày là điều thừa sức có thể làm được. Đó là cái điều mà rất hiếm chai nước hoa có tông mùi Neroli mà làm chân thật, tự nhiên, cân bằng, mềm mại và thoải mái làm được điều đó. Thật, tôi thề luôn, ngon dã man luôn. Và tiếp tới thì đó chính là cái câu chuyện là độ tuổi như thế nào và phong cách ra sao. Cái này tôi có thể ngạt luôn trả lời cho một câu: không giới hạn về độ tuổi và phong cách. Chỉ cần đơn giản tìm một cái mùi hạnh phúc hoặc là tìm một cái mùi hoa cam, hoa bưởi thì đây là lựa chọn mà các bạn hướng tới. Chỉ đơn giản đấy thôi. Còn về thời tiết thì mình nghĩ là kể cả các bạn mặc vào những ngày trời siêu nóng 40 độ, các bạn đi tập gym thì các bạn vẫn có thể mặc được em nó. Hai xịt là thừa sức. Còn nếu mà các bạn muốn nó lưu tốt hơn thì 3 xịt. Còn với mùa đông thì mình cũng đã từng mặc cái mùi hương này vào mùa đông rồi. Và mình thấy rằng là mùa đông thì mùi nó như kiểu là các bạn đi ra vườn, đi ra cái vườn hoa cam hoặc là vườn bưởi vào ngày đông vậy. Nó rất là lạnh nhưng mà nó vẫn có những cái nét đẹp riêng, nó vẫn rất là tự nhiên, thậm chí là nó có tạo nên một cảm giác trong lành hơn khi mà mình ngửi vào những ngày trời nóng. Đó là cái điều mà mỗi tội hình như nghe trên này đít rồi thì phải. Nhưng mà không phải đâu. Chai này thì nói thật là giá nó khá là cao, nhưng nó gần như không bao giờ mất giá cả. Các bạn sẽ không bao giờ thấy nó xem là giảm giá, mà lúc nào giá nó cũng ổn định ở cái tầm như vậy. Nên là cái chủ nhân của chai nước hoa này thì nói rằng đây là chai thứ 8 em đã mua. Và thanh niên đó là thanh niên Thắng Lê. Các bạn không có gì bất ngờ cả, thanh niên đấy đã từng xuất hiện ở trên cái podcast của mình rồi. Và đối với mình, tất cả những con như Flamenco Neroli của Locate hay là Tom Ford Neroli Portofino hay là những cái lựa chọn ở phân khúc rẻ hơn, gần như rằng nó không có cửa so với em này. Một sự cân bằng, một sự chân thật, không quá swappy, cũng không quá sáp hay là kiểu hoi đủ hoa chẳng. Tất tần tật, cái gì đẹp nhất, tự nhiên nhất thì Bottega Veneta làm được. Và nếu như bạn đã từng thử qua em này thì cứ xin phép mạnh dạn bình luận ở phía dưới. Và nếu thấy video hay thì đừng quên được like, share, ấn nút chuông theo dõi, hay là có những cái yêu cầu gì thì cứ chia sẻ ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì hít, chào tạm biệt. Đẹp quá.